Hiện nay tầm soát ung thư vú được khuyến cáo bắt đầu từ độ tuổi 40 ở những người có nguy cơ trung bình, hoặc có thể bắt đầu sớm hơn ở 30 tuổi với những người có nguy cơ cao. Yếu tố nguy cơ cao của ung thư vú bao gồm khi bạn có gia đình, có tiền sử, có người thân bị ung thư vú hoặc ung thư buồng trứng, đột biến gen di truyền BRCA1, BRCA2, khi mà bạn có người thân như bố mẹ ruột, anh chị em ruột hoặc con ruột có đột biến gen BRCA1 hoặc BRCA2. Nếu bạn có tiền sử điều trị xạ vùng ngực trong giai đoạn từ 10 đến 30 tuổi cũng thuộc nhóm nguy cơ cao của ung thư vú. Như vậy thì có cách nào để cho chúng ta phát hiện sớm ung thư vú không? Hiện nay tại Bệnh viện Quốc tế Phương Châu có các phương pháp khám và tầm soát ung thư vú, bao gồm khám vú, nhũ ảnh, siêu âm nhũ 2D, 3D, xét nghiệm BRCA1, BRCA2, xét nghiệm mạc cơ, CA15.3 và FNA.